Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ bay review cảnh Bình Long các bạn, cảnh quán cà phê Đồng Long mọi người. Đây là cảnh mình thấy thì view đây rất đẹp mọi người. Nên giờ mình sẽ bay flycam. Giờ mình xíu bay trên cao các bạn. Các bạn thấy view nó đẹp thế nào thì hãy theo dõi mình quá trình mình bay nha. Giờ mình sẽ bắt đầu vô bay nè mọi người. Vô thôi. Giờ mình sẽ bay lên cao nè. Này là hồ Đồng Long mọi người. Kế bên này là Bình Long phố mọi người. Bên phía bên này thì là quán cà phê Đồng Long. Đó, nhìn thấy view đẹp cực kỳ mọi người. Thấy cảnh đã không mọi người ơi. Này mà có ai muốn làm MV hay quay phim, quay cảnh đi chơi đồ, view này rất là tuyệt vời mọi người, rất hợp lý. Này chụp ảnh cưới, ảnh gì đi dạo phố đâu, cảnh chỗ này là quá tuyệt vời mọi người. Mọi người thấy không, phía sau đó là cái hồ bơi của Bình Long phố mọi người. Ngay góc này là quán cà phê Đồng Long. Dưới thung lũng này mình đã từng ngồi uống rồi. View nó dưới cũng là đẹp lắm mọi người. Giờ mình sẽ cho nó bay lên cao tiếp mọi người. Lên thêm tí nữa. Giờ hiện tại là đang ở 60m mọi người. Độ cao 60m. Giờ mình cho lên tí nữa. Giờ mình sẽ cho quay một vòng để mọi người xem cảnh Bình Long nha mọi người. Đây là view của Bình Long mọi người đó. Y chang thành phố, không khác nào thành phố phồn hoa mọi người. Cái chỗ này là cái đồi Đồng Long nha. Đồi Đồng Long này. Vị trí mình đang quay là ở dưới cái đồi các bạn. Rất là tuyệt vời luôn. Giờ mình sẽ bay ra tuốt giữa hồ nha, để cho mọi người ngắm và xem cảnh đẹp. Các bạn có nhu cầu chụp ảnh cưới hay là quay phim cưới đồ ở đây rất tuyệt vời luôn nha. Ở đây có đám ruộng luôn mọi người, thấy không, đám ruộng xanh phía kia kìa. Mọi người thấy chưa, giờ mình đang đứng giữa hồ các bạn. Rất là đẹp mọi người. Mọi người thấy sao khi mình bay flycam vậy để
anh em xem. Các bạn nhớ để lại comment bên dưới nha. Anh em có nhu cầu mình bay nhiều điểm, bay điểm nào mình sẽ đi đến điểm đó theo nhu cầu các bạn yêu cầu nha. Mấy cây này mới trồng luôn các bạn, để tầm 2-3 năm nữa là nó mọc lên cao rất là mát mọi người. Máy mình đi xa quá nó bị cờ khỉa mà giờ mình đang cho nó về vị trí cũ, vị trí mình lúc xuất phát các bạn, để bay khởi đầu từ ban đầu mọi người. Nó đang bị cờ khỉa, giờ mình mất phương hướng, giờ cho nó quay về vị trí cũ. Này mình chủ yếu bay ngay điểm này thôi nha, không phải bay điểm khác nha mọi người. Chiếu cho mọi người xem cảnh Bình Long Phố và quán cà phê Đồng Long. Quán cà phê này vào dịp lễ, dịp Tết là rất là đông mọi người. Lúc trước mình đi vào dịp Tết đi không có đường đi là mọi người, người thì đông, quán cà phê cũng rộng nhưng mà hồi đó vẫn còn bé lắm, mới mở, giờ thì nó mở rộng ra rồi. Tại đây view rất là đẹp mọi người nên nhiều người cũng ra đây để tắm đồ này kia. Giữa trưa nắng nóng nó sẽ vô đây nó bơi mọi người. Mọi người thấy sao? View này đẹp không mọi người ơi? Thấy đẹp nhớ để một like và một comment vui vui tí nha mọi người.